Ngày 1 tháng 6, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Phúc Vĩ, 15 tuổi, ngụ thành phố Thuận An để điều tra về hành vi cướp tài sản, đồng thời mở rộng điều tra tội trộm cắp tài sản. Sáng ngày 31 tháng 5, nữ sinh lớp 9 cầm điện thoại đứng soi gương trước nhà trên đường Thủ Khoa Huân, phường Thuận Giao thì bị Vĩ và Nguyễn Văn Đức, 28 tuổi, quê Cà Mau chở nhau áp sát giật chiếc điện thoại. Nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an phường Thuận Giao phối hợp cùng Công an thành phố Thuận An tổ chức truy xét và bắt giữ được đối tượng Vĩ ngay sau đó. Đáng nói, từ đây Công an khám phá thêm một đường dây trộm cắp xe máy liên quan đến một số đối tượng khác. Hiện Công an đang tạm giữ 5 chiếc xe máy do các đối tượng trộm cắp được. Trong đó, chiếc xe mà Vĩ và Đức sử dụng để đi cướp giật cũng là xe trộm cắp. Hiện Công an đang mở rộng điều tra, đồng thời kêu gọi Nguyễn Văn Đức ra đầu thú.